Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo .com. Hôm nay chúng ta sẽ ráp một chiếc động cơ stirring, hay còn gọi là động cơ nhiệt đốt ngoài, từ một cái kit bán sẵn này. Nó gói rất cẩn thận. Cái bộ kit này giá của nó là khoảng 450k. Mình để liên kết trong mô tả video rồi, các bạn có thể truy cập liên kết ở trong đó. Đây là một chiếc đèn cồn, một ống này để làm xi lanh, một bộ này chế làm xi lanh piston luôn. Nó rất kín. Đây là piston và một cái ống thông hơi này. Tí chúng ta sẽ cắm vào cái ống này. Một cái xi lanh nữa. Như vậy nó có 3 cái xi lanh. Chúng ta dùng một cái này thôi, 2 cái dự phòng. Đầu tiên là cái bộ xi lanh piston này, chúng ta sẽ gắn vào đây. Cái chỗ này các bạn gỡ cái đệm này ra, chúng ta gắn nó vào. Sau đó các bạn lại che cái đệm này lại. Các bạn sẽ chỉnh cho cái xi lanh này khi nó quay nó không bị chạm vào đây, ví dụ như này là chạm này. Chúng ta cho nó ra này. Như vậy. Bây giờ, những bộ xi lanh piston to này các bạn sẽ gắn nó vào đây. Các bạn cho vào vừa như vậy thôi, để cái xi lanh này nó đủ không gian hoạt động. Chúng ta sẽ luồn từ bên này sang. Các bạn chỉnh để khi quay nó trơn như vậy là được. Bây giờ chúng ta cắm cái ống này vào đây là được. Bây giờ mình sẽ đổ cồn vào lọ này. Mình dùng cồn 90 độ